Hai bạn ơi, hôm nay hai bạn có cái gì mới không? Có chứ, hộp pin. À, hộp gì ta? Ủa, hai bạn đâu rồi? Đang giới thiệu mà hai bạn trốn đâu mất tiêu rồi ta? À, mẹ Dương nhìn thấy cái mắt của Fanny rồi. Còn cái mắt của Ruby đâu? Đâu rồi ta? À, hôm nay à. Rồi, thấy rồi nha, không trốn nữa. Rồi, chúng ta quay cái mặt, cái hộp đồ chơi lên cho mẹ coi. Quay ra, đúng rồi. Hôm nay bạn Vanny sẽ giới thiệu cho chúng ta một bác sĩ nam các bạn ơi. Wow, bác sĩ nam này sẽ khám bệnh cho bạn cún với bạn mèo nè. Có cả cái vali khám bệnh nữa nha. Rồi, kế bên bạn Ruby sẽ có một bạn búp bê có khớp, mang đôi giày màu tím purple, và một bạn mèo Miu Miu. Bạn mèo tên là Miu Miu nha. Trong đây còn có một cái gương, cái lược, một cái giỏ sách. Và quan trọng nhất đó chính là một cái giường và cái gối rất là dễ thương. Đây chính là bộ phòng ngủ cho bạn búp bê Anlili. Đúng rồi. Bây giờ mẹ Dương sẽ giúp hai bạn chúng ta cùng khui hai hộp này ra nha. Rồi, trước tiên mẹ sẽ giúp bạn Vani khui bạn này ra trước. Rồi, bạn Vani, con hãy lôi cái hộp ra giùm mẹ. Rồi, con kéo ra. Đúng rồi, quá giỏi luôn. Rồi, ok. Mẹ sẽ giúp bạn Vani gỡ cái nút thắt ở phía sau bạn búp bê này lên nè. Đó, bạn búp bê này đã được cột bằng một cái sợi dây màu vàng rất là đẹp các bạn ơi. Mẹ sẽ mở cái hộp này. Rồi, cọng dây đã được thoát ra rồi. Và bây giờ bạn Vani hãy lấy bạn búp bê ra. Chúng ta từ từ thôi. Và tiếp theo sẽ là phụ kiện nha các bạn. Phụ kiện của bác sĩ nam này. Rồi, và đây là phụ kiện mẹ Dương vừa mới giúp bạn Vani. Chúng ta đổ ra. Rồi, Vani ngồi, Vani soạn những cái phụ kiện này nha. Bây giờ tiếp theo, mẹ Dương sẽ phụ bạn Ruby khui cái hộp bự ơi là bự này. Đó, các bạn thấy không? Cái hộp này rất là bự, bự hơn cái đầu bạn Ruby luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khui nha. Rồi, rồi bạn Ruby rút đi. Đúng rồi. Wow, ok. Rồi, ở phía sau chúng ta sẽ có nhiều cái này. Mẹ Dương sẽ giúp Ruby gỡ ra nha. Rồi, mẹ Dương đã gỡ cho Ruby rồi. Bây giờ mình sẽ lật lên phía trước các bạn ơi. Rồi, mẹ Dương sẽ lấy từng món ra nha. Đây, rồi Ruby, mẹ cho Ruby cái này, Ruby cầm trước. Đây, mẹ cho Ruby nha. Đây. Rồi, bạn búp bê Anh Lily của chúng ta các bạn ơi. Các bạn nhìn nè, đôi mắt rất là đẹp và trong suốt luôn. Mắt bằng đá và có mái tóc rất là đẹp nha. Rất là mượt và dày. Đây Ruby ơi, con cầm giùm mẹ bạn búp bê nha. Rồi, chúng ta sẽ lấy cái giường ra. Đó, có bạn mèo. Ý, cái giường này lát nữa cho bệnh nhân nằm trên đây khám bệnh được luôn nè. Wow. Là bác sĩ mà. À, bác sĩ mà, đúng rồi, đúng rồi. Ý mẹ nói là chút nữa bệnh nhân sẽ nằm cái giường này khám bệnh luôn được luôn á. Ừ, đây để mẹ lấy cho. Rồi, Ruby cầm này giùm mẹ. Luôn. À, búp bê thử nằm lên giường coi làm sao nha. Coi có vừa cái giường không? Rồi. Đi ngủ thôi. Rồi, đây là phụ kiện của những cái bộ này. Một cái laptop đấy các bạn. Một cái laptop cho bạn Anh Lily chúng ta làm việc nha. Đó. Và một bạn mèo. Ủa, còn bạn mèo của bạn có búp bê đâu rồi? Mẹ nhớ còn bạn mèo nữa. Đây. Rồi, bạn mèo sẽ đi ngủ cùng với lại bạn búp bê nha. Okay. Cái laptop này khi nào mình ngủ dậy mình mới làm việc, còn mình đi ngủ mình đừng để lên trên giường, như vậy không tốt ha. Mình để ở đây đi. Đó. Rồi, bạn mèo đi ngủ với lại bạn Anh Lily nha. Anh. Rồi. Ok. Cái giường rất là dễ thương nha các bạn. Đây là cái mền. Đó. Và đây là bạn Anh Lily của chúng ta có khớp. Các bạn ơi, các bạn nhìn tay chân có khớp của bạn búp bê nè, rất là chắc và dẻo luôn. Đó, cái đầu búp bê này là búp bê rất là tốt nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn lại hai bộ đồ chơi của hai bạn Vani và Ruby. Bạn bác sĩ này sẽ khám bệnh cho bạn cún và bạn mèo nha. Rồi, rồi Vani làm bác sĩ, Vani khám bệnh cho hai bạn cún với mèo đi. Bác sĩ ơi, bác sĩ hãy khám bệnh cho bạn cún với bạn mèo của tôi đi. Hôm nay hai bạn cún với mèo của tôi nó bỏ ăn. Nó không chịu ăn gì hết. Rồi, bác sĩ đeo tai nghe vô, bác sĩ khám bệnh giùm tôi nha. Đi lên không đeo được.
lần chú mới đeo được. À, bác sĩ phải nằm xuống bác sĩ mới đeo được hả? Thế là các bạn ơi, bạn thấy cái chồng của bạn này đẹp không? Mình thấy đẹp á, màu hồng là mình thấy đẹp rồi. Mình bây giờ hai bạn Phương Phương xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.